Họa phẩm tác giả Nguyễn Sĩ Khanh trình bày thành trình. Bức tranh chủ tượng mà quý vị đang xem đến từ danh họa Nguyễn Sĩ Khanh với gam màu chủ đạo gồm đỏ, vàng, xanh pha lẫn hai màu đen và trắng phản phất bên trong đó. Dưới góc nhìn của thành trình cảm nhận thì bức tranh hiện ra bốn hình tượng. Gam màu đỏ thể hiện hình ảnh một căn nhà có mái ngói màu đỏ như trái tim ở chính giữa. Gam màu vàng thể hiện những vệt nắng đổ xuống vây quanh căn nhà và đâu đó xuất hiện các khuôn mặt người có thể là các thành viên trong gia đình như ông bà cha mẹ con cái hay những người bạn gam màu xanh thể hiện hình ảnh một người đàn ông đang đứng khoanh tay được họa sĩ vẩy thêm gam màu đen tượng trưng cho những bộn bề những thử thách vây quanh và màu trắng thể hiện chiều cảm xúc tư duy của một người đàn ông đang trầm ngâm đang băn khoăn suy nghĩ về thế sự về những bước đường phía trước cùng những nỗi niềm tâm tư làm sao để bảo vệ để dựng xây cho tổ ấm của mình nhà sưu tầm đặc biệt là quý bà khi mua tặng cho quý ông nếu sở hữu bức tranh này sẽ phù hợp treo ở góc học tập nơi làm việc để mỗi khi ngắm tranh sẽ có thêm động lực nhắc nhở bản thân quan tâm hơn làm nhiều điều tốt đẹp ý nghĩa hơn để hướng về gia đình tranh trừu tượng biến hóa như vậy đó xin chúc quý vị một ngày thật tươi và ngập tràn năng lượng